tay cầm pen nam chính hãng bản Nhật có sự khác biệt gì so với bản Sony Việt Nam? Có rất nhiều anh em khi mua tay cầm pen nam chính hãng hỏi về sự khác biệt giữa hai phiên bản pen năm chính hãng nhập khẩu và pen năm hàng Sony Việt Nam. Tại sao lại có mức chênh lệch giá đâu đó khoảng vài trăm k đến như vậy? Hoặc là nhiều anh em cũng hỏi là khi anh em mua tay cầm về thì khui hộp ra sẽ nhận được những gì? Và trên tay shop đang là hai phiên bản của pen năm chính hãng, hàng nhập khẩu và hàng Sony Việt Nam. Nhìn thoáng qua thì cái vỏ hộp anh em cũng có thể nhìn thấy cũng không có những sự khác biệt nhau quá nhiều. Nhưng nhìn kỹ thì anh em có thể nhìn thấy những cái điểm khác biệt như sau. Ở bản Sony Việt ấy thì chúng ta sẽ có thêm cái tem dán của Sony trên cái đầu siêu của tay cầm như thế này. Còn bản nhập thì sẽ không có. Cùng với đó thì ở bên hông hộp thì có thêm một cái tờ giấy dán thêm những cái thông tin của tay cầm như tên tay này, model, xuất xứ, năm sản xuất, ngày xuất kho. Và bên hông nhỏ này thì có thêm một cái mã vạch nhỏ. Còn ở pen 5 nhập thì nó sẽ không có những cái thông tin như vậy nhé. Đó là về phần vỏ hộp. Còn bên trong thì sao thì mình sẽ khui siêu luôn nhé. Đầu tiên sẽ là bản nhập khẩu. Bước này anh em làm tay nhẹ nhàng khéo để đỡ làm xấu cái vỏ hộp. Tay cầm pen 5 thì sẽ được đựng trong một cái hộp giấy trắng rất là cứng cáp như thế này. Bên trong của bản nhập thì nó sẽ có tay cầm, cùng với đó ở dưới là một tờ hướng dẫn sử dụng anh em nhé. Bản nhập thì bên trong chỉ có tay và một tờ hướng dẫn sử dụng thôi. Còn ở bản Sony Việt Nam thì sao? Khi mở hộp ra thì nó cũng tương tự với bản nhập, nhưng nó sẽ có thêm một điều nữa là một phiếu bảo hành của Sony. Với cái phiếu này thì anh em sẽ có thể bảo hành tay cầm của mình tại Sony toàn quốc. Thường thời gian bảo hành sẽ là khoảng 12 tháng. Và trong cái túi trắng thì sẽ là nhân vật chính của chúng ta thôi. Cả hai phiên bản thì đều là tay cầm PS5. Chất lượng tay của hai con tay cầm này thì y hệt như nhau các bạn nhé. Ở cái tay cầm PS5 này thì nó sẽ không kèm cáp hay là bọc cần bọc kiếp theo hộp đâu anh em nhé. Tất cả những cái dây cáp, sạc hay là bọc cần thì đều là những phần quà, đều là những món quà mà shop tay cầm dành tặng cho anh em thôi. Với dây cáp này thì anh em có thể cắm vào để sạc tay hoặc cũng có thể dùng để chơi luôn trên PC và laptop. Thực sự thì PS5 cũng là một tay cầm rất là đẹp và nó luôn là một trong những mẫu tay cầm cao cấp bán chạy bậc nhất tại shoptaycầm.com. Để mang em nó về căn phòng của mình, anh em đừng quên đặt hàng ngay tại shoptaycầm.com, hoặc nếu như anh em ở Hà Nội thì có thể qua trực tiếp shoptaycầm để trải nghiệm, để cầm nắm em nó nha. shoptaycầm.com, thế giới tay cầm của bạn.